Sau nhiều năm trì hoãn, cuối cùng thì những chiếc máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên cũng đã được xuất xưởng và giao về cho các quốc gia châu Âu tham gia vào dự án. Đây là dự án sản xuất máy bay quân sự lớn nhất từ trước đến nay của châu Âu. Mất nhiều năm để thực hiện, cuối cùng thì dự án cũng hoàn thành. Hai máy bay Airbus vừa mới ra mắt chiếc máy bay vận tải quân sự A400M đầu tiên sau 30 năm triển khai dự án với 7 nước tham gia vào dự án. Đây là dự án hợp tác quốc phòng lớn nhất châu Âu từ trước đến nay. A400M có thể mang gần 40 tấn hàng hóa chi phí cho dự án này lên tới 20 tỷ euro. Đã từng có lần các nhà sáng lập đồng ý rớt 3 tỷ rưỡi euro để dự án được tiếp tục. Lợi nhuận thu về từ việc bán dòng máy bay này hy vọng sẽ bù đắp được chi phí, nhưng nhu cầu hiện vẫn còn rất yếu. Malaysia hiện là khách hàng ngoài khu vực đầu tiên của dự án, nhưng chiếc A400M làm cho Malaysia vẫn chưa giao được bởi vì còn trục trặc ở phần động cơ. Chuyên gia quốc phòng Howard Weldon cho biết, có thể phải mất nhiều năm nữa thương vụ này mới được tiến hành. Tôi nghĩ vụ mua bán chiếc máy bay này đã diễn ra rất chậm chạp. 20 năm trôi qua tôi mới thấy có một dòng máy bay vận tải quân sự mới được ra mắt, cho nên tôi nghĩ câu chuyện của A400M cũng sẽ còn dài. 170 chiếc A400M đang được giao hàng cho 7 quốc gia sáng lập dự án, nhưng có vẻ như không phải nước nào cũng muốn giữ nó trong nước mình. Có nguồn tin cho rằng Đức, Pháp và Tây Ban Nha sẽ bán lại chiếc máy bay đã đặt hàng trước đó nhiều năm. Với tình hình tài chính hiện tại, cân đối ngân sách đang là ưu tiên hàng đầu của chính phủ các nước.